Hello anh em, em xin giới thiệu tới anh em bộ đề nổ từ xa V Smart Car cho Honda CR-V, cắm jack zin 100%. Ấn khóa 3 lần để kích hoạt nổ máy. Trong vòng 5 giây thì nó sẽ nổ máy nha anh em. Sau khi nổ máy thì cửa mình nó sẽ lóc nha em. Sau đó thì mình có hai phương án để mình mở khóa. Một là mình cầm chìa khóa, mình đến gần mình chạm vào cái tay cầm. Đó, thì cửa sẽ mở ra. Mình có thể chạm vào để lóc lại luôn. Hai là mình có thể bấm ở trên chìa này để mở. Sau khi nổ máy thì cái chìa mình vẫn hoạt động bình thường. Rất thích hợp cho anh em mà đi mua đồ gì đó, để con mình ở trong xe mà vẫn có thể lóc cửa lại, mang chìa khóa đi nổ máy được. Và mình muốn tắt máy thì mình cũng khởi động phím lóc 3 lần. Trong vòng 5 giây thì máy nó sẽ tắt nha anh em. Rồi, cảm ơn, xin chào anh em.